Mấy cây này thôi mà nhá. Em hôm nay em mệt thì em ở nhà nghỉ nhá. Chị đi bắt ốc. Ready? Thôi về thôi cậu. Chân đau chân hả em? Vâng. Em đau chân.
Em bắt chân nhà anh ơi. Em bắt chân nhà. Em sợ thế. Em
Này cho bà thì nước. Em ạ. Hả? Lấy hết của chị đi rồi. Thế thôi thì mình đi về thôi nhỉ. Không thấy ông thì thôi vậy. Người ướt hết ở đây này. Đi về đi.
Anh ơi, về đi. Em đi bắt cóc bị rồi này hết cóc của em rồi anh ơi. Thân chị. Có sao không? Ôi giời ơi, ông không còn cái gì cả. Né rồi. Người thì không sao. Người em muốn hết người. Đi. Em đi thay quần áo đi. Vâng. Hai chị em không sao đâu gì? Không sao đâu anh ạ. Ừ, không sao rồi, tốt rồi. Sợ quá. Này, đâu bây giờ thế? Thank you.